Trong phần tiếp theo của Cà phê Ngày Mới, chúng tôi xin được điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật được báo chí quan tâm và đăng tải trong buổi sáng ngày hôm nay. Những ngày cuối tháng 9, giá gạo Việt Nam và thế giới về quanh mốc 600 đô la Mỹ một tấn. Nếu so với đỉnh điểm cách đây một tháng, giá gạo đã giảm khoảng 40 đô la Mỹ một tấn. Điều gì làm giá gạo giảm nhanh và liệu sẽ còn kéo dài hay không? Tờ Thanh Niên ngày hôm nay đã có bài viết trên trang 6 để cùng giải đáp câu hỏi mà chúng tôi vừa nêu. Bài viết này cho biết thị trường gạo Việt hạ nhiệt từ đầu tháng đến nay rất ít hợp đồng được ký kết mà đang án binh chờ chính sách ở một số quốc gia như là Ấn Độ và Philippines thay đổi trong thời gian tới. Hiện chính phủ các nước này đang áp dụng chính sách kiểm soát giá trần và giám sát các kho dự trữ gạo để tránh đầu cơ tăng giá. Bên cạnh đó, các nhà nhập khẩu cũng đang đợi vụ thu hoạch lúa lớn nhất trong năm. Nguồn cung lớn sẽ bắt đầu từ tháng 10 khiến giá gạo hạ nhiệt. Bên cạnh việc không có đơn hàng xuất khẩu thì hiện tại lượng lúa gạo hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long cũng khan hiếm do chỉ có một ít diện tích lúa thu đông sớm đang được thu hoạch. Một thị trường nữa cũng đang tác động đến giá gạo của Việt Nam, đó là thị trường Trung Quốc, quốc gia có dân số đông và kho dự trữ lớn, nhưng trong những năm gần đây lượng gạo nhập khẩu của nước này thì lại không nhiều. Cũng trên tờ Thanh Niên trang 7 có bài viết Miền Bắc chưa thoát cảnh thiếu điện. Bài viết cho biết nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc trong vài năm tới vẫn rất lớn. Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lại tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương xem xét trình chủ trương nhập khẩu thêm điện từ Lào về. Theo quy hoạch Điện 8 và Hiệp định Hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào năm 2019 đến năm 2025, Việt Nam sẽ mua 3.000 MW điện từ Lào, năm 2030 tăng lên 5.000 MW và có thể tăng lên 8.000 MW nếu điều kiện cho phép. Với thực trạng trong 2 năm tới, miền Bắc vẫn chưa có dự án nguồn điện lớn nào vận hành, nguy cơ thiếu điện tại khu vực miền Bắc vào mùa khô vẫn rất cao. Bên cạnh đó là do công suất dự phòng của hệ thống điện miền Bắc vẫn thấp, nên miền Bắc vẫn phải đối mặt với tình trạng căng thẳng về công suất đỉnh tại một số thời điểm trong khung giờ từ 13 tới 16 giờ và 19 đến 22 giờ trong ngày của các ngày nóng nóng. Chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình cho rằng có một số lý do phải nhập khẩu điện vì có những hợp tác quốc tế đa dạng hóa nguồn, một số vùng ven biên giới kết nối với lưới điện của nước khác rẻ hơn là kết nối với lưới điện trong nước. Đặc biệt trong vài năm tới, nguồn điện tại khu vực miền Bắc vẫn là thách thức nên phải tăng nhập khẩu là hợp lý. Từ tháng 1 năm 2024, các tổ chức cá nhân sử dụng lòng đường vào 3 mục đích và sử dụng vỉa hè với 5 mục đích ở thành phố Hồ Chí Minh phải được cấp phép và nộp phí. Quan điểm của thành phố Hồ Chí Minh không nhằm mục đích tăng thu ngân sách mà thông qua việc thu phí để chỉnh trang lại đường phố. Nhưng để tránh câu chuyện lợi ích nhóm từ việc thu phí này thì quá trình triển khai cần phải công khai và minh bạch. Tờ Lao động trang 3 có bài viết xây dựng phần mềm để giám sát minh bạch về quản lý trật tự đô thị. Bài viết trích dẫn ý kiến của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn chuyên về quy hoạch đô thị cho rằng mục tiêu chính của thu phí vỉa hè lòng đường cần phải làm rõ 4 nội dung. Thứ nhất, việc cho thuê vỉa hè này phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Thứ hai, không phải tuyến đường nào cũng cho thuê vỉa hè mà phải theo quy hoạch chung của thành phố. Thứ ba, đối với những tuyến đường cho thuê thì mọi thứ đều phải được công khai minh bạch, thu chi và dùng kinh phí đó để nâng cấp cho các tuyến đường khu phố đó. Người dân phải thấy được lợi ích của việc thu phí. Điểm thứ tư, theo ông Ngô Viết Nam Sơn, là cần phải có một chính sách ưu tiên theo thứ tự. Người được ưu tiên đầu tiên thuê vỉa hè sẽ là chủ lô đất giáp mặt tiền. Ưu tiên thứ hai dành cho những người sống trong khu phố đó. Ba là có thể cho những nơi khác đến, nhưng ưu tiên cho những người hoạt động phù hợp với khu phố. Thưa quý vị, mặc dù thanh khoản hệ thống ngân hàng dư thừa, nhưng các ngân hàng vẫn tấp cập bổ sung nguồn vốn để sẵn sàng cho giai đoạn tới. Từ đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về thực hư thừa thiếu vốn ngân hàng. Tờ Diễn đàn Doanh nghiệp trên trang 6 đã giải đáp sự nghi ngờ này. Bài viết trích dẫn ý kiến ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB cho biết, nói ngân hàng thừa tiền là đúng mà không đúng, bởi việc thừa tiền là do hấp thu vốn yếu trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn các ngân hàng vẫn phải tiếp tục bổ sung để đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn. Một chuyên gia cho biết từ ngày 1 tháng 10 tới, các nhà băng sẽ phải đáp ứng đưa tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn xuống mốc 30%. Điều này buộc các ngân hàng phải tăng tốc huy động trái phiếu để cân đối vốn. Ngoài ra, các ngân hàng cũng đi đầu trong mua lại trái phiếu trước hạn. Việc mua lại song song phát hành mới trái phiếu với lãi suất thấp hơn vừa để đáp ứng quy định về trái phiếu vừa phù hợp với cân đối chi phí tài chính, tăng kỳ hạn nguồn vốn dài. Thưa quý vị và các bạn, còn 3 tháng nữa nhưng mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế của du lịch Việt Nam năm 2023 gần như đã hoàn thành. Tuy nhiên, có một thực tế là đón nhiều khách quốc tế nhưng mức độ chi tiêu thấp so với trước. Mặt khác, lượng khách quốc tế quay trở lại cũng không nhiều. Điều đó cho thấy ngành du lịch cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Trên tờ Đại đoàn kết ở trang 8 phản ánh thực tế trên với bài viết
chất và lượng của du lịch. Bài viết này cho biết bên cạnh những tín hiệu khả quan, du lịch Việt Nam vẫn đang đối mặt với thực tế đã tồn tại trong một thời gian dài. Đó là câu chuyện một đi không trở lại của du khách quốc tế. Rất nhiều các nguyên nhân chủ quan và khách quan lý giải cho thực tế đáng buồn này. Đơn cử như việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao tại nhiều đơn vị lữ hành hiện nay. Không những vậy, tình trạng chặt chém tại nhiều điểm đến dù đã giảm, nhưng đâu đó những hành động xấu xí này vẫn đang diễn ra không chỉ với du khách quốc tế, mà ngay cả với khách du lịch trong nước. Dù đã nỗ lực xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, nhưng nếu so với các quốc gia trong khu vực, thì Việt Nam vẫn chưa có nhiều chương trình trải nghiệm hấp dẫn đủ sức để có thể giữ chân được các du khách. Tiếp tục, chúng ta sẽ cùng đề cập tới một bài viết đang được quan tâm trên các trang báo số ra vào sáng ngày hôm nay, đó là các cuộc thi sắc đẹp. Việc gia tăng vi phạm trong tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và nhiều hoa hậu phạm pháp thời gian gần đây đã đặt ra yêu cầu là cần phải chặt chẽ hơn trong quản lý các chương trình cuộc thi nhan sắc. Tờ Pháp luật Việt Nam trên trang 13 có bài viết cần siết lại các cuộc thi nhan sắc. Những năm gần đây, liên tiếp các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức, nhiều scandal xuất hiện như là hoa hậu ăn nói nhảm nhí, hoa hậu lộ chuyện có chồng, chuyện chạy giải, chuyện thí sinh không có hồ sơ nhưng vẫn đi thi. Có thể nói, việc gia tăng vi phạm trong tổ chức các cuộc thi sắc đẹp còn phần nào phản ánh thái độ xem nhẹ quy định pháp luật của các đơn vị tổ chức. Các vi phạm này vừa gây dư luận xấu trong xã hội, vừa đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn trong cấp phép và hậu kiểm các chương trình cuộc thi sắc đẹp. Để hạn chế những mặt tiêu cực và phát huy mặt tích cực, đặc biệt là định hướng lối sống cho giới trẻ. Theo các chuyên gia, để hạn chế tình trạng vi phạm nêu trên, lập lại trật tự trong tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, cơ quan chức năng cần có chế tài nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Góc độ pháp luật, mức phạt cho các hành vi vi phạm về thực hiện các cuộc thi sắc đẹp trái phép là quá nhẹ. Điều này đã và đang tạo tiền lệ xấu. Một số đơn vị không ngại tổ chức không phép, chấp nhận sai phạm để thu lợi bất chính.